Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta ngày hôm nay tiếp tục với bài số 10, luyện tập chung. Và đầu tiên, mình và các bạn sẽ cùng vào bài luyện tập số 2. Đây chính là bài luyện tập số 2. Trên đây là các cái quạt. Mỗi cái quạt này sẽ tương ứng với một cái bình cắm. Và hai yêu cầu như sau: hai cái quạt nào chung ổ cắm? Thì ở đây chúng ta sẽ mỗi một cái quạt là một phép tính, và mỗi một phép tính tương ứng với một cái phích cắm. Ở đây chúng ta hãy tìm xem cái quạt nào sẽ hai cái quạt nào sẽ phải chung một cái phích cắm nhé, ổ cắm. Chúng ta sẽ thực hiện phép tính như sau. Chúng ta lấy 9 cộng 5. Ở những phép tính như thế này thì mình hướng dẫn các bạn bằng cách tính nhẩm, bằng cách đếm nhé. Phép tính thứ nhất, 9 cộng 5, 9, 10, 11, 12, 13 và 14. Vậy là 9 cộng 5 bằng 14. 9 cộng 5 bằng 14. Ở đây chúng ta sẽ tìm ổ cắm. Ở đây có ổ cắm, kết quả là 14. Chúng ta sẽ nối vào ổ cắm 14 này. Tiếp theo 7 cộng 5 như sau. Chúng ta 7, 8, 9, 10, 11 và 12. 7 cộng 5 bằng 12. Vậy chúng ta sẽ nối ổ cắm này với nối cái quạt này với ổ cắm số 12 đây. Đấy. Cắm số 12. Tiếp theo 4 cộng 9. Ta lấy 9 này, 10, 11, 12 và 10, 13. 4 cộng 9 bằng 13. Ta sẽ nối vào phần ổ cắm số 13 đây. Tiếp theo 6 cộng 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. 6 cộng 6 bằng 12. Chúng ta sẽ nối phần 6 cộng 6 này vào ổ 12. 8 cộng 3. 8, 9, 10, 11. 8 cộng 3 bằng 11. Chúng ta sẽ nối ổ cắm số 11 với cái quạt cuối cùng. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong các phép tính. Bây giờ chúng ta chỉ việc đếm xem cái quạt nào chung ổ cắm nhé. Đầu tiên là ổ cắm số 12 có quạt là 6 cộng với 6, quạt màu cam và chiếc quạt màu cam màu vàng này. Đó, hai chiếc quạt 7 cộng 5 bằng 12 và 6 cộng 6 bằng 12 này chung một ổ cắm. Các bạn thân mến, vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn thực hiện xong phần luyện tập số 2. Về nhà, các bạn tiếp tục thực hiện ôn tập những bài tiếp theo. Còn bây giờ, đừng quên like video và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.